Công ty cổ phần Thái Sơn, Long An vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi hai lô trái phiếu mã TSLCH2129001 và TSLCH2129002 với tổng số tiền lãi chậm thanh toán là 668,7 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán được đưa ra là vì tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn vốn. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 26 tháng 5 năm 2023. Sau khi công bố chậm thanh toán lãi trái phiếu, Thái Sơn, Long An dự kiến thanh toán vào ngày 9 tháng 6 năm 2023. Lô trái phiếu TSLCH2129001 được Thái Sơn, Long An phát hành ngày 26 tháng 11 năm 2021 với tổng trị giá 4.600 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn chính 16 tháng, lãi suất năm đầu tiên là 11% năm. Lãi suất các kỳ thanh toán lãi tiếp theo được xác định là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5% năm. Toàn bộ lô trái phiếu được một tổ chức tín dụng mua hết, với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội SHB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Hà Nội SHS là các bên tham gia thu xếp. Thái Sơn Long An cho biết sẽ dùng 4.600 tỷ đồng trái phiếu để thực hiện đầu tư dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với quy mô 267 ha, hay còn được gọi là dự án T&T City Millennia. Hay đáng chú ý, lô đất 267 ha kể trên cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu TSLCH2129001, ngoại trừ 877 căn nhà ở thuộc giai đoạn 1.1 của dự án có diện tích 113.061 m2 và được công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định, giá và tư vấn tài chính Việt Nam định giá 41.133 tỷ đồng. Trong khi đó, lô trái phiếu TSLCH2129002 được phát hành ngày 26 tháng 11 năm 2021 với tổng trị giá 4.100 tỷ đồng, kỳ hạn 95 tháng, ngày đáo hạn là 30 tháng 11 năm 2029. Thái Sơn Long An được biết đến là thành viên của T&T Group có địa chỉ trụ sở tại ấp 25 xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, một công ty là chủ đầu tư dự án khu đô thị T&T City Millennia Long Hậu Long An. Hay như đã đề cập ở trên, cuối năm 2021, đầu năm 2022, việc công ty huy động thành công 8.700 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 tháng đã gây chú ý trên thị trường trái phiếu.